gặp em thì em ta qua hai câu thực tế để trận quân tử qua ngày 2023. Thì những câu dạng này thực tế nó dễ nhưng làm cho chúng ta mất tự tin khi cái đề nó dài quá, cho nên nhiều em nó, chúng ta giai đoạn này rất mệt, chúng ta có khả năng chúng ta bỏ qua những câu giai đoạn này. Thì tôi sẽ hướng dẫn sửa cho nó ngắn gọn này, các em có thể lướt sơ qua là chúng ta có thể làm bài được. Rồi chúng ta bắt tay vào nha. Rồi câu thứ nhất là nước ở một giếng khoan bị nhiễm ion sắt có mùi khó chịu. Lấy một nước giếng khoan đem phân tích hàm lượng nguyên tố gấp 21 lần nguyên tố sắt ha, gấp 21 lần hàm lượng cho phép. Và biết hàm lượng cho phép là 0,3 gram trên miligam trên lít. Theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam thì và Bộ Y tế ha, WC là tiêu chuẩn. Trong đó tỷ lệ số mol sắt 3 chia sắt 2 tương ứng là 4:1:4 để loại bỏ ion sắt trong nguồn nước nói chơi người ta sử dụng vôi để kết tổ hết ion sắt theo các chương trình. Khối lượng của CaOH 2 lần tối thiểu cần dùng để kết tổ hết ion sắt đến 10 mét khối nước giếng khoan trên là. Rồi bài này thì hết sức đơn giản nha, các em cứ đặt bình thường thôi. Chúng ta có 10 mét khối á, 10 mét khối á, các em đổi ra là 10 nhân cho 10 mũ 3 nha, lít nha em. Rồi như vậy các em suy ra là khối lượng của nguyên tố sắt á ở trên này gấp 21 lần, như vậy em mờ sắt á, em mờ gam Fe ở trong 10 mét khối này thì nó sẽ bằng là 21 lần nhân cho 0.3 nha, 0.3 đơn vị là miligam, em đổi ra 10 như vậy là miligam dưới là 10 mũ 3, các em đổi ra là 10 mũ trừ 3 nhân mắt nha. Như vậy chúng ta còn lại 10 thôi nha, 10 đơn vị là gam trên lít nhân cho lít, chúng ta ra được gam. Thì cái này các em bấm giùm là 21 nhân cho 0.3 nhân cho 10, gam ra được 63 gam. Rồi các em đặt tổng số mol sắt ở đây là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng, thì chúng ta đặt là 1A là A chia cho 4A, thì đem suy ra là 5A nó sẽ bằng là tổng số mol là 63, các em chia cho 56 nha. 63 chia cho 56 chúng ta chia lại cho 5 nữa ra 0, suy ra là A nó bằng là 0,225 mol. Rồi có A các em có số mol của sắt rồi, các em bấm ra thôi. Ở đây chúng ta có A là OH trừ là 3A, dưới này là 4A, thì chúng ta đây là OH trừ là 8A ha, 8A. Như vậy tổng OH trừ lúc này là 11A, đem suy ra số mol OH trừ tổng thì bằng 11A bằng bao nhiêu, nhân cho 11 chúng ta được là 2,475 đơn vị là mol. Như vậy một cái canxi hydroxit này nó cho ra 2OH trừ. Như vậy 2,475 các em chia cho 2 thì ra số mol của canxi hydroxit là 1,2375. Rồi em chia ra khối lượng của canxi hydroxit tối thiểu thôi, nó bằng là 40 nhân 40 cộng cho 34 nhân cho 1,2375. Như vậy chúng ta nhân cho mở ngoặc 40 cộng cho 34 mở ngoặc lại, cái này các em ra được 91,575 gram. Đó, chúng ta chọn câu B ha, 91,575 gram. Như vậy chúng ta chọn B ha. Đó, bài này hết sức đơn giản nhưng mình đọc cái đề dài quá không muốn làm luôn.
Rồi chúng ta qua cái câu đun ấm nước. Đun ấm nước này thực tế trên cái kênh YouTube này đã làm nhiều rồi ha, nhưng mà giờ làm lại cho em xem để chúng ta thấy nó khác chỗ nào. Ở đây khí biogas là khí sinh học thành phần chính, chiếm 60% metan và thể tích còn lại là các carbon dioxide, carbon dioxide và các khí khác. Muốn nâng nhiệt độ lên 1 độ C, 1 gram nước lên 1 độ C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,18 joule và phản ứng đốt cháy 1 mol metan tỏa ra lượng nhiệt là 890 kilojoule. Như vậy biết khối lượng riêng của nước là 1 gram trên ml, hiệu suất sử dụng nhiệt đun nóng để đun nóng là 70%, thể tích biogas tối thiểu cần dùng để đun 1.780 ml từ 25 độ C lên 100 độ C. Thì bài này em đã quen rồi, lúc nào chúng ta tính cái lượng nhiệt mà cái ấm này cần nhận nha. Thứ nhất là lượng nhiệt ấm cần nhận. Lượng nhiệt ấm cần nhận. Cái là lượng nhiệt để đun ha, để đun nước á, để tích. Sử dụng nhiệt là lượng nhiệt tối thiểu em để đun từ, nói chung là lượng nhiệt để cầm cấp cho 1 gram nước nha, nhiệt xem như là cám nước á, nhiệt nhận lượng nhiệt cần đun là các em lấy 1.780 là đơn vị là ml, em nhân cho gram trên ml là 1 gram trên ml, chúng ta là gram, các em nhân cho 7 100 trừ đi 25, cứ 75 độ, 1 độ thì lên là 4,18 joule lúc này, thì chúng ta cứ nhân lên đó. Cứ cách 1 độ lấy 100 trừ ra rồi nhân cho lượng nhiệt ở đây là 4,18. Các em đặt cái này là bao nhiêu đây, bấm bao nhiêu 1780 nhân cho 75, chúng ta nhân cho 4,18 để ra đơn vị luôn là 558030 joule ha, có nghĩa là 558,03 joule, kilojoule. Rồi bây giờ em suy ra hiệu suất sử dụng nhiệt có 70% thôi, vậy chúng ta là lượng nhiệt cần cung cấp thực tế không nè, chỉ ra lượng nhiệt cần cung cấp cho cái ấm nước này, nói chung đặt cái ấm nước nha, giả sử là đun nóng thì giả sử ấm nước nha, để dễ nhìn. Cùng cung cấp để nâng nhiệt độ lên ha. Như vậy chúng ta có 0,7 quy, có 70% quy thôi. Chúng ta thực tế chúng ta dùng là quy nhưng mà dùng có 70% thôi, thì bằng là 558,03 kilojoule. Thì em suy ra quy nó sẽ bằng chia cho 0,7 thì nó em để em cứ để số luôn nha, em để số luôn đi là năm, là nó bấm ra rất là chẵn, em cứ để đi bấm rồi chân để end luôn, 5803 chia cho 70 đơn vị chúng ta là kilojoule. Rồi xong rồi đó, như vậy là cứ 1 mol metan thì nó tỏa ra một cái lượng nhiệt là 890 kilojoule. Như vậy quy ở đây thì nó tỏa ra là bao nhiêu mol, chúng ta đặt là ít mol, đem chia ra ít nó bằng, em bấm cái này bằng ngàn nha, chúng ta chia cho 890 thì ít nó gần bằng là 0,89. Em để số cho nó lẻ luôn chút xíu nữa ra chắc là chẳng là 627 bằng 700.
cái gì là mon. Rồi thể tích thôi, đây nó chiếm 60% thể tích, như vậy như ra cái là 0,6 V thì nó bằng là nhiêu em? Là bằng là số mol của nó là 627 phần 700. Tại máy tính em cầm bấm nhân cho 22,4 thì đem chia ra V thôi. Nhân 22,4 chúng ta chia lại cho 0,6, nghĩa là rất là chẵn luôn, V là bằng 33. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các câu tiếp theo. Nhớ chia sẻ cho các bạn nha. Chúng ta cùng nhau đồng hành. Rồi, xin chào.